đón của trận cầu mạng nhãn vào lúc này. Robert Lewandowski, Upamecano, Joshua Kimmich, Sadio Mane. Đó là một pha đánh gọn rất hay. Leon Goretzka bàn thắng mở tỷ số. Trận đấu đã được khai thông thế bế tắc. Ronaldo đã có một bàn thắng hoàn hảo và đã chứng minh đẳng cấp của mình. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Hiện tại tỷ số đang là 1-0. In der siebten Minute mit der Nummer 28 Casemiro Ronaldo. Rudiger, Michael Essien. Họ vừa ghi bàn nhưng sự tập trung đã khiến đội bóng bị thủng lưới chỉ ít phút sau đó. Vâng, tỷ số lúc này đang là 1-0. Leon Goretzka, Davies. Leon Goretzka liên tục nhận được các đường truyền từ đồng đội. Cruz đã nổ súng, pha ghi bàn đẳng cấp. Không có bất ngờ với pha ghi bàn vừa rồi, anh ấy luôn là một chân sút nhạy bén. Vâng, tỷ số lúc này đang là 2-1. Đó là pha bóng nguy hiểm, một tình huống đá phạt. Bàn thắng ở rất gần trong tình huống đá phạt này. Thật tiếc khi nó vẫn chưa xuất hiện. David Beckham. Sadio Mane. Michael Essien, Casemiro, Rudiger, David Beckham, Casemiro. Zinedine Zidane. Thủ môn đã có pha đổ người tốt nhưng anh ấy đã không thể bắt gọn trái bóng. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. David Beckham đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Rudiger, Hakimi, Michael Essien. Một pha bóng chuẩn xác trước sức ép tấn công của đối phương. Pha ném biên rất khẩn cấp, đó chính xác là khởi đầu cho một đợt tấn công. Hakimi, David Beckham. Một sự liên kết chặt chẽ, họ đã đó là tình huống dứt điểm tốt nhưng thủ môn đã bắt gọn trái bóng. David Beckham đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Tình huống đánh chặn rất tốt. Hakimi,
Robert Lewandowski. Đó là pha phản công. David Alaba. Màn điện tử đã được giơ lên. 3 phút bù giờ. Zinedine Zidane. Một tình huống dứt điểm. Vâng, mọi nỗ lực đều đã được đền đáp. Bàn thắng giữ hòa cho đội bóng. Anh đã có bàn thắng, không quá bất ngờ. Cầu thủ này luôn duy trì được khả năng ghi bàn của mình qua từng trận đấu. Như vậy trận đấu một lần nữa quay lại vạch xuất phát. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị thưởng thức 45 phút tiếp theo trong trận đấu ngày hôm nay thôi nào. Đường chuyền bóng chính xác. Hakimi liên tục di chuyển và họ luôn có nhiều phương án chuyền bóng cho nhau. Robert Lewandowski. Sadio Mane. Robert Lewandowski. Ronaldo. Đó là đường chuyền ngược lại cho đồng đội. Varane đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tắc bóng đó. Hakimi. Rudiger. Michael Essien. Bàn thắng đưa họ vươn lên dẫn trước. Vâng, bàn thắng đầu tiên đã đem đến sự tự tin. David Beckham. Zinedine Zidane. Quả bóng đơn giản với thủ môn. Robert Lewandowski. Varane. Michael Essien. Lại là đường chuyền chính xác. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh ấy là rất cao trong trận đấu hôm nay. Gareth Bale. David Beckham. Anh ấy đang thử vận may với cú vô lê vừa rồi. David Beckham đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Một tình huống vút. Pha cú thủ tốt và anh ấy đã bắt dính quả bóng đó. Leon Goretzka vô cùng tự tin để dắt bóng lên. Một đường chuyền lơ lửng thành công. Michael Essien. Thủ môn đã cản phá xuất sắc. Đó là pha cứu thua tốt sau phanh đầu không quá nguy hiểm. Davies. Họ vẫn đang dẫn trước cho đến những phút cuối cùng này. Liệu họ có thể giữ được lợi thế khi hết giờ hay không? Lúc này thì các cầu thủ viên vẫn đang dành sự cổ vũ nhiệt tình cho họ. Gareth Bale. David Beckham. Đó là pha cản phá xuất sắc. Lại là một tình huống phản góc. Zinedine Zidane. Đó chắc chắn là tình huống tuyệt vị.
Michael Essien, Zinedine Zidane. Anh ấy đang chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Lucas Hernandez đang đưa bóng về phía trước. Sadio Mane, Leon Goretzka, Lucas Hernandez.